Alo, chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video của mình nhá. Ngày hôm nay mình tiếp tục vừa chơi vừa review cho anh em xem cái mẹo bắt cầu tài xỉu trên cái bàn rồng xanh này. Đối với cái bàn tài xỉu rồng xanh ấy, thì cách đánh của nó cũng tương tự như những bàn khác thôi anh em ạ. Hiện tại thì cầu đang đi bệt xỉu anh em ơi. Hôm nay thì mục tiêu kiếm lãi khoảng tầm độ 5, khoảng độ 10 đến 15 củ nhá. Rồi, với cái cầu bệt như thế này thì sẽ thích hợp với cách đánh bệt anh em ạ. Mình sẽ chọn cách đánh bệt trước nhá, bệt xỉu đi. Đánh bệt thì nó khác với đánh thuận, một cái là đánh bệt anh em chọn một trong hai bên, ví dụ anh em có thể đánh bệt tài hoặc bệt xỉu. Như cái cầu này á thì tạm thời mình sẽ đánh bệt xỉu này đó. Còn đánh thuận thì nó sẽ khác nhá. Đánh thuận thì anh em thấy đâu anh em đánh đấy, ví dụ nó trả tài đánh tài, trả xỉu đánh xỉu, và đánh nghịch thì sẽ đánh ngược lại. Đối với game tài xỉu online á, thì nó có hai dạng cầu đi chính, đó là cầu thuận và cầu nghịch anh em ạ. Anh em có thể là đánh theo hai cách này, ngoài ra thì đánh thêm với cái công thức xí ngầu nữa. Mà xí ngầu thì thường thường mình chơi với những cái dạng cầu mà nó khó bắt nhá thì mới chơi xí ngầu, còn hiện tại thì mình đánh cầu bệt sẽ là hợp lý đấy. Rồi để xem cái này liệu có ăn không này. Hỏng rồi, đủ vẫn ra một anh em ạ. 63 ra 1. Căng nhỉ. Đánh xỉu mà nặn 63 thì thực sự với anh em thì tỷ lệ thua sẽ cao rồi, không còn hy vọng nữa phải không ạ? Hy vọng tức là còn nhưng mà ít. Rồi. Cầu này thì tiếp tục chiến được đấy anh em ạ. Làm 4 củ tay này nhá. Ok. Khi mà anh em chơi game tài xỉu online á, cái điều quan trọng anh em cần nắm được đó chính là, thứ nhất là anh em nên chọn con game nó uy tín game đông người chơi á, anh em nên chơi. Thứ hai, anh em cần nắm được cách bắt cầu. Thứ ba là anh em cần nắm được cách quản lý vốn theo mức vốn của anh em. Và thứ tư là anh em có một cái cách chốt lãi nó phù hợp với mức vốn, anh em nên chốt lãi nhẹ thôi. Chốt lãi càng lớn á, tỷ lệ rủi ro sẽ càng cao. Và cuối cùng là tâm lý cảm xúc khi chơi. Tâm lý cảm xúc là gì? Tức là anh em chơi trong cái tình trạng nó phải là thật thoải mái, đó, thật rảnh nhá, thì sẽ có cái tỷ lệ thắng nó cao hơn. Anh em thấy không? Vẫn xỉu này. Đó, anh em chơi ví dụ trong cái tình trạng say xỉn hoặc về phê pha thì không bao giờ thắng được đâu anh em ạ. Hoặc là anh em chơi trong cái lúc mà anh em đang bận công việc, anh em cứ kiểu là thi thoảng làm tay ấy, thì nó không được tập trung nên là rất khó để thắng. Nó đang đi kiểu dạng cầu là 4-1 này anh em này. Cầu này mình sẽ tiếp tục đánh xỉu nhá, nhưng mà lần này mình sẽ đánh giảm đi, đánh 3 củ thôi. Hôm nay kiếm khoảng 15 củ là nghỉ anh em ạ. Đấy là một cái lợi nhuận cũng khá là lớn, nhưng mà thực hiện được hay không á phải do cái cầu nữa nhá. Ví dụ thua hay ba tay thua thông á, anh em có thể là nghỉ. Nhiều lúc lỗ cũng phải nghỉ anh em ạ, chứ không phải là thắng mới nghỉ nhá. Không phải lúc nào cầu nó cũng đi như cái mong muốn của anh em đâu. Game thì nó có rất nhiều tựa game, cái quan trọng là anh em nên chọn con game nó đông người chơi ấy, game uy tín anh em nhé. Rồi tại này thì chơi 3 củ rồi, để xem thế nào nhá. Úp được hay không đây. Đù. Sang rồi anh em ạ. Như vậy là sang rồi. Đó, không sao, cầu này thì vẫn đánh cầu bệt được anh em ạ. Tay này sẽ làm 5 củ tiếp, vẫn đánh bệt xỉu nhá. Ngoài ra thì sẽ chưa đổi cách đánh khác. Rồi ok, để xem liệu có húp được hay không thì anh em cùng chờ kết quả nhá. Đó, cách đánh của mình thì nó đơn giản thôi anh em. Cách đánh nào cũng vậy. Anh em nếu mà nắm được quản lý vốn á, tốt á, thì cơ hội chiến thắng nó sẽ cao. Rồi. Để xem nào. Cái này liệu húp được không nhá. Chết rồi. Thôi, bây giờ đánh bệt xỉu sẽ không được thuận lợi rồi anh em ạ. Cầu này bây giờ đánh bệt xỉu sẽ không còn thuận lợi nữa, bây giờ chuyển sang đánh thuận đi. Bây giờ chuyển sang là thấy đâu đánh đấy này. Rồi, 10 củ nhá.
Tay này bắt đầu đánh tăng lên anh em ạ, bởi vì thua hai tay rồi, hai tay thì hiện tại thì chưa có lãi phải không ạ? Tay này mà thắng thì sẽ lãi 10 củ này, còn nếu như mà thua tay này thì coi như là âm 10 củ. Âm 10 củ mà vốn vẫn còn thì lấy lại cũng sẽ nhanh thôi. Sợ nhất là nó âm sâu anh em ạ, thì sẽ rất là khó, khó gỡ. Đó anh em không nên để âm sâu quá. Rồi ok, để xem liệu hút được không đây. Rồi, đánh cầu thuận nào. Vừa đủ điểm ăn anh em ạ. Quá nét nhỉ. Nét căng luôn anh em ơi. Cầu này thì chuyển sang đánh cầu thuận là hợp lý đấy anh em ạ. Quá hợp lý đấy. Ok nhá, bây giờ thì sẽ đánh 3 củ. Đó, đánh giảm xuống này. Cách đi tiền là rất là quan trọng đấy anh em ạ. Đối với những cái tựa game mà đông người chơi á thì nó sẽ gọi là uy tín anh em nhé, xanh chín nhá. Còn cái con game mà là ít người chơi thì nó sẽ là con game bịp anh em ạ, đa số là kiểu người của nhà game thôi. Anh em không nên chơi những con game đó. Rồi, ta đấy, chết rồi. Đủ nặng thế này thì không ăn được rồi anh em ạ. Rồi, không sao cả. Cũng chỉ làm 3 củ phải không ạ? Bây giờ lại quay sang xỉu anh em ạ. Làm 3 củ nhỉ, mà làm 5 củ đi. Quyết định kiếm lấy khoảng hơn chục củ rồi nghỉ. Ok chưa? Tới đây mà ăn có thể nghỉ luôn đấy anh em ạ, làm 12 củ cũng được nhỉ. Thua thì sẽ tính tiếp nhưng mà thắng thì nghỉ anh em ạ. Mục tiêu thì như vậy nhưng mà đâu phải là cứ lúc nào thực hiện được đâu anh em. Mục tiêu thì đặt quá cao á thì thực hiện sẽ rất là khó mà rủi ro cao. Anh em mà đặt mục tiêu nó nhẹ nhàng, ngày anh em chơi khoảng 1-2k gì đấy. Ví dụ như chốt lãi khoảng 5% trên vốn chẳng hạn, ngày anh em chơi làm 2-3k là kiếm được 15% rồi phải không ạ? Đơn giản vậy thôi. Rồi, húp ngay anh em. Thôi cuối cùng là vận lãi là 12 củ, với cái mức lãi này nghỉ là quá đẹp rồi anh em ạ. Không chơi nữa nhá. Quyết định là nghỉ đấy, không chơi nữa. Rồi ok, anh em mà thấy video hay cho mình xin một like, một subscribe ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em theo dõi video của mình. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.